Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài toán vô lý nữa là thầy sẽ chứng minh cho các em là 1 bằng 0. Nhưng mà ở đây là dùng kỹ thuật của lớp 12 nhé. Được không? Dùng kỹ thuật của lớp 12. Lớp 12 chúng ta có công thức của nguyên hàm từng phần là nguyên hàm của UDV thì bằng UV trừ cho nguyên hàm của VDU. Nên là lớp 12 nhé. Được không? UDV bằng UV trừ nguyên hàm của VDU. Chúng ta bắt đầu tính cái bài này. Tính cho nguyên hàm của một phần x dx, được không? Nguyên hàm của một phần x dx thầy sẽ đặt U và DV. U là một phần x, còn DV là phần còn lại là dx suy ra. Ở đây là DU. Đạo hàm của một phần x thì nó ra là trừ một phần x bình dx. Còn nguyên hàm của DV là V, nguyên hàm của DX là X. Được không? Và khi đó thầy sẽ có là tích phân, xin lỗi, nguyên hàm của một phần X DX thì sẽ bằng là UV, UV đó là một phần X nhân với X trừ trừ cho nguyên hàm của VDU là X nhân với trừ một phần X bình DX. Được không? Điều này sẽ tương đương với lại nguyên hàm của một phần x dx thì bằng một phần x nhân x rút gọn là còn số 1 trừ trừ với trừ là thành cộng, x chia x bình là còn một phần x thôi, một phần x dx. Và rõ ràng chúng ta thấy là gì? Nguyên hàm của một phần x dx, nguyên hàm một phần x dx giống nhau, rút gọn đi nó là tương đương với không bằng bằng một. Được không? Không bằng một. Rồi vì sao? Vì sao? Vì sao là dành cho các bạn nhé. Dành cho các bạn. Đi học cho vui thôi nhé. Rồi xin chào tất cả các em.